Bị con cu li cắn, một phụ nữ phải nhập viện. Nữ bệnh nhân 45 tuổi ở Hà Nội bị cu li cắn vào bàn tay khi bắt một con cu li thoát khỏi cũi. Vài phút sau, chị thấy tê bì đầu các ngón tay và ngón chân, sau đó đau buốt vùng bị cắn, giọng nói yếu hẳn đi, cảm giác chống ngực. Các bác sĩ trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu, làm một số xét nghiệm và khẳng định bệnh nhân bị nhiễm độc sau khi con cu li cắn. Được biết, đây là một trường hợp ít gặp, lần đầu tiên trung tâm chống độc tiếp nhận. Cu li là sinh vật nhìn hiền lành, dễ thương nhưng lại có tuyến nọc độc ở mặt trong hai khuỷu chân phía trước. Cu li dùng miệng liếm nọc độc từ tuyến nọc, sau đó trải lông giúp bảo vệ nó khỏi các côn trùng và các sinh vật bên ngoài tấn công. Nọc độc tiết ra kết hợp với nước bọt và gây nhiễm độc thông qua nhát cắn tự vệ. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục và ra viện.